mình đem chơi cái kiểu xưởng đồ gỗ Gia Gốc Phạm trước Gia, xin chào các bạn. Xưởng nhà mình mới hoàn thiện xong bộ tần thủy hoàng gỗ mun đuôi công, em còn gọi là gỗ mun tay cột 12, bộ 6 món, hàng thửa, hàng chọn vân gỗ rất là đều. Bàn liền đục. Đấy, các bạn mình sẽ đi chi tiết từng sản phẩm cho các bạn thấy. Đây là bộ tần thủy hoàng tay cột 12 gỗ mun đuôi công, hay gọi tắt là gỗ mun, một loại gỗ quý. Đó. Có vân sọc đen. Đây là bộ đại, ghế là dài 2m57. Đây là mình chi tiết là đây chiếc ghế dài 2m57. Các bạn thấy xưởng mình làm cái ghế vân gỗ rất là đẹp. Đấy. Ván là ván liền, không phải chấp ghép gì hết. Đây là chi tiết vách, vách cũng là liền. Tất cả các vách đều là liền, vân xoáy rất là đẹp. Đây, chi tiết cái tay các bạn nhìn là tay bóng này, nhìn thấy cả vết bóng luôn này, đang ngược sáng tí. Đã tay vân gỗ rất là đẹp, lề tít. Tay to, đây là cột. Cột nhà mình thì lại không tâm, không ruột, hàng xỉ đét. À, thấy cột này không tâm không ruột, làm rất cẩn thận. Đây là mặt ván, vân ván rất là đẹp, to thì tít luôn. Đây. Trường dáng ghế này là nhà mình làm lại, hàng mun thì nhà mình làm dáng nó cao to hơn, trường nó cũng cao hơn. Đấy. Vách dày. Đấy, các bạn thấy cột này không có tâm. Đây là cột cột ghép đôi. Còn nếu mà có loại cột liền nữa thì giá nó cao hơn. Hàng đấy thì các bạn đặt nhà mình sẽ làm theo yêu cầu hàng cột liền. Nếu mà bộ như này thì nhà mình đang giao là 31 triệu cho hàng bàn ghép 2, còn bàn liền thì là 32 triệu. Ví dụ như bàn này là bàn liền này. Bàn liền lại mặt đục. Đây là ván một tấm. Mình xin giới thiệu đây là ván một tấm, không hề chấp ghép. Đấy, các bạn nhìn đây là ván một tấm. Đây là vân rất là đẹp. Mình đang giao là 32 triệu. Bộ 6 món, tay cột 12, bàn đục. Đây các bạn thấy là vân gỗ nhà mình làm rất là cẩn thận, vân gỗ rất là đẹp. Quay lại chiếc đoàn, các bạn nhìn chiêm ngưỡng lại tổng thể chiếc đoàn. Vân gỗ đều tóc, đặc biệt là cái phần báo lan này, yếm này nhà mình cũng đục. Đây ạ, tất cả cái này nhà mình đều đục hết. Đây là mình để hơi xít cho các bạn nhìn thông cảm đấy. Tất cả đây mình đều đục hoa lá tây này. Hàng thường thì nó trơn không đục. Đây ạ. Đây là của chiếc đoạn, chiếc bàn. Đấy. Bàn này nhà mình cũng đục hết. Tứ diện đều đục. Đây là số điện thoại nhà mình. Đây ạ. Bàn này mình đục cả trên này, dưới này. Đều đục. Yếm này cũng đục. Đây. Mình làm rất cẩn thận. Đấy. Bàn nó ngăn kéo. Đấy, đây là ngăn kéo.
Đây, đây mình quay tổng thể chiếc bàn. Để các bạn thấy là sản phẩm nhà mình đục rất là kỹ. Và gỗ thì được chọn lựa rất là đều. Vân gỗ rất là đều. Tiếp theo đây là chiếc đôn đầu bàn. Đôn đầu bàn cũng ván là một tấm hết. Mặt ván rất là đẹp. Đấy, các bạn thấy là chiếc bàn, chiếc đôn đầu bàn rất là to và đẹp. Tiếp theo mình giới thiệu là đây là chiếc ghế đơn. Tổng thể là chiếc ghế đơn, ghế đằng xa có một chiếc ghế nữa. Bộ này là khách, thực ra là bộ này khách đặt là bộ 8 món, là mình đang chuẩn bị bọc hàng để trả cho anh Hải ở Quảng Bình. Anh Hải có xem được video này thì comment cho em xem ý kiến, và sau này nhận được hàng thì comment cho mọi người nhận xét, cho mọi người thấy chất lượng sản phẩm như nào. Đây, anh Hải anh đặt cái đôn cao bằng bàn để kê tượng. Đây là chiếc ghế đơn thứ hai, mình đang kê thành bộ 6 món để mọi người chiêm ngưỡng và tham khảo. Ở đây mình giới thiệu qua với chiếc ghế đơn. Tay này dày hơn hàng bình thường này, chắc chắn hơn. Vân gỗ thì các bạn nhìn thì cũng có thể thấy được vân gỗ rất là đẹp. Đây. Vân gỗ vách trương này. Tay cột thì 100% là không tâm, không ruột. Đặc biệt là không bám một tí rác nào. Mình sẽ đi tổng thể cho các bạn thấy. Đấy, phần đằng sau rất là đẹp. Các bạn quan tâm đến sản phẩm bàn ghế phòng khách có thể đến trực tiếp xưởng mình xem hàng, hoặc để lại số điện thoại bên mình liên hệ trực tiếp, bên mình liên hệ sẽ liên hệ chủ động liên hệ tư vấn với các bạn. Còn các bạn ở xa thì có thể tham khảo trên website xưởng đồ gỗ giá gốc.com. Xưởng mình là xưởng uy tín lớn nhất miền Bắc, chuyên sản xuất và phân phối bàn ghế phòng khách gỗ tự nhiên. Đấy. Đấy, rồi các bạn chiêm ngưỡng tổng thể lại chiếc đoạn này. Đây là chiếc bàn này, bàn đôn đục rất cẩn thận. Đây là chiếc hai chiếc ghế đơn. Đây mình đang kê thành bộ 6 món để các bạn tham khảo. Còn bộ này có thể làm bộ 10 món, 8 món. Đây, đây. Tổng thể đây. Đằng sau này mình còn rất nhiều hàng nữa.